Rồi quý vị, tiếp theo là 490 nha quý vị. Một cây mai chiếu thủy 600k bao phí ship ha. Anh nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Rồi, cầm trên tay tôi quay cho quý vị nha. Cái này tôi đã ép 4 tháng rồi nha quý vị. Xương chà của nó nè. Đó. Cái này rất là già rồi nha, 2 năm tuổi rồi ha. Rất hả? Đi 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 đem vô chõng rửa đi, xịt nước nó đi. Lấy cái bình xịt nhỏ ra xịt. Này mặt sau nha quý vị. Mặt sau nha, cái xương chi đó nè, tôi cho quý vị coi xương chi nha. Mấy cái này 600 là bán giá hữu nghị cho quý vị nha. Chứ cái này là 600 tôi cũng có lợi nhiều, 50.000. Hết đát luôn. Mặt tiền nó đây nha quý vị. Rồi, xuống luôn nha. 600k bao phí ship luôn, ép chậu rồi luôn. Cái chậu 30k nha. Chia lẻ là 50 đó. Mua một thùng nghĩa là 30.000 đó nha quý vị, xuống luôn, chưa có phí ship luôn nha.